Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam Expo 2018 là hội chợ thương mại tổng hợp quy mô lớn nhất tại Việt Nam, do Bộ Công Thương trực tiếp chủ trì và chỉ đạo tổ chức. Sự kiện được đánh giá là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng của ngành công thương, đóng góp lớn vào chuỗi các chương trình hợp tác xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu và đầu tư tại Việt Nam. Với chủ đề tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2018, Việt Nam Expo 2018 là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường quảng bá sản phẩm, gặp gỡ khách hàng tiềm năng, mở rộng và củng cố thị trường nội địa. Năm nay, hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ và 21 tỉnh thành của Việt Nam với gần 600 gian hàng. Tại Việt Nam Expo 2018, Liên bang Nga là quốc gia danh dự. Điều này mang đến nhiều ý nghĩa và được kỳ vọng đem lại cơ hội xúc tiến thương mại hiệu quả giữa hai bên. Việt Nam Expo 2018 là điểm đến hữu ích, giúp đáp ứng các yêu cầu trên tại các khu gian hàng như khu gian hàng xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam, đã cung cấp các thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam tới các nhà đầu tư, tổ chức xúc tiến nước ngoài. Khu gian hàng này cũng giới thiệu được những thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, cam kết của chính quyền địa phương cũng như cơ hội đầu tư của 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồng Tháp. Thường xuyên là các năm thì chúng tôi đều có mấy chương trình để tham gia và năm nay là cũng là nhiều năm rồi. Thế và qua những cái kênh này thì chúng tôi cũng thấy là rất hiệu quả, đã có những cái lần là đã được các cái nhà đầu tư ở trong và ngoài nước là đến tìm hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh Yên Bái. Tiếp nối thành công của các kỳ hội chợ trước đây, năm nay gian hàng Trung tâm Hợp tác Thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc được triển khai với không gian thiết kế chuyên nghiệp, sáng tạo. Ngay tại gian hàng, các chuyên gia thiết kế uy tín của Hàn Quốc và Việt Nam đã thực hiện tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp Việt Nam về thiết kế và phát triển sản phẩm, thương hiệu bao bì. Các doanh nghiệp được hưởng lợi từ hoạt động này cũng trưng bày những sản phẩm được chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm do Cục Xúc tiến Thương mại và Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc phối hợp thực hiện từ nhiều năm qua. Expo là một thương hiệu mà hội chợ mà lớn nhất và được tin tưởng nhất ở Việt Nam. Thì Vinatin đã tham gia Expo từ cách đây đã hơn 10 năm nay rồi. Thì nhất là bây giờ Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến ấy, ngoài những cái tổ chức các cái hội chợ rất là có ý nghĩa ra cho doanh nghiệp, ngoài ra còn hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong cái công các cái việc như là thiết kế, được sự hỗ trợ của Cục Xúc tiến rất nhiều trong cái việc thiết kế những cái bao bì mới. Thì sắp tới thì các cái hứa hẹn là bao bì mới của Vinatin sẽ bắt mắt và sẽ hợp thị hiếu người tiêu dùng hơn. Tham gia hội chợ lần này đó chính là chúng tôi đã mới sáng tạo ra một sản phẩm mới, và đồng thời là lần này kết hợp với cả bên Zalo thì chúng tôi thông qua hội chợ lần này chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới khách hàng và những người tham quan hội chợ để có thể biết được tới sản phẩm của chúng tôi. Trong khuôn khổ Việt Nam Expo 2018 còn diễn ra các hoạt động như là diễn đàn xúc tiến xuất khẩu do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức, tọa đàm xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, các hội thảo chuyên đề, lễ ký kết các hợp đồng tiêu biểu và tham quan khu vực công nghiệp lân cận. Trong thời gian tới thì với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài, chúng tôi sẽ mở rộng hợp tác hơn nữa với các chuyên gia của nước ngoài, không chỉ là đối tác Hàn Quốc mà nhiều đối tác khác đến từ các nước phát triển như là Nhật Bản, như là EU, như là Mỹ, như là Canada. Thì các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ dần dần có thể là hội nhập sâu và rộng hơn vào kinh tế quốc tế, và thông qua đó thì là có thể gia tăng được cái giá trị sản phẩm của mình. Có thể nói Việt Nam Expo luôn là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng từ nhiều năm qua. Việc tham gia Việt Nam Expo là một cơ hội giao thương không thể bỏ qua cho doanh nghiệp các nước và khách mời quốc tế. Hàng trăm hợp đồng hợp tác, biên bản ghi nhớ được ký kết và tạo ra cơ hội hợp tác trong tương lai là một minh chứng rõ nét của sự kiện xúc tiến thương mại thường niên này.